Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bình Thuận phá 619 hecta rừng nguyên sinh và đào hồ để mà khai thác Titan tàn, sự thật hay tin đồn Vào ngày 4 tháng 9, Việt Nam Express đưa tin Bình Thuận phá rừng tự nhiên hơn 600 hecta để làm hồ thủy lợi Tin này lập tức làm nóng mạng xã hội Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận quyết định phá khu rừng tự nhiên rộng tới 619 hecta ở xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam tỉnh Bình Thuận để xây hồ chứa nước Capet dung tích hơn 51 triệu mét khối. Dự án này đã được Quốc hội thông qua từ năm 2019, dự kiến cho hoàn thành trước năm 2025. Trong số 600 ha rừng tự nhiên sắp bị phá, có 137 ha rừng đặc dụng của khu bảo tồn thiên nhiên núi Ông. Theo Vietnam Express, rừng ở đây nhờ được bảo vệ nghiêm ngặt, ít bị con người tác động nên trữ lượng gỗ còn rất lớn. Có những cây cổ thụ mấy trăm năm tuổi, khu rừng sẽ được bán đấu giá cho đơn vị khai thác gỗ, sau đó tỉnh sẽ cho bù lại bằng rừng trồng ở nơi khác với kinh phí 177 tỷ đồng. Bình Thuận phá khu rừng tự nhiên hơn 600 hecta ở huyện Hàm Thuận Nam để làm hồ chứa nước. Một số câu hỏi mà công luận đặt ra và muốn cơ quan chức năng, đặc biệt là Quốc hội Việt Nam, cần có câu trả lời đó là tại sao lại phải phá khu rừng nguyên sinh hàng ngàn năm tuổi này trong khi lãnh đạo Việt Nam luôn khẳng định không đánh đổi môi trường lấy kinh tế và sự phát triển. Thứ hai, tại sao phải tuyệt diệt một hệ thống sinh thái mà cần phải mất hàng triệu năm mới hình thành cho được? Tại sao không tính đến kế hoạch trồng một tỷ cây xanh do Thủ tướng chỉ đạo? Quyết định phá 600 hectare rừng sẽ là mất hàng tỷ cây xanh mà hầu hết ở đây là cây có hàng chục năm tuổi, thậm chí những cây hàng trăm năm tuổi và còn hơn nữa. Tại sao lại phải phá rừng rồi trồng lại rừng mới với diện tích gấp 3 lần? Vậy trong 1.800 hecta rừng trồng mới đó, tại sao không bố trí để đào hồ tại nơi đó? Thứ tư, nếu phải đào hồ, sao chỉ đào hồ rộng 700 hecta sâu 5 mét mà không sử dụng phương án đào hồ diện tích 300 hecta bằng một nửa nhưng với độ sâu 12 mét hoặc sâu hơn bởi mặt hồ càng hẹp thì khả năng nước bay hơi nước càng ít hơn nhất là trong điều kiện nắng ở xứ sở bình thuận hỏi có lẽ cũng là câu trả lời thông tin của ban tuyên giáo tỉnh bình thuận khi nói về giá trị rừng phòng hộ sông móng pake đã cho biết đây không chỉ là cánh rừng được đánh giá ít bị tác động nhất ở sông móng cá pake hàng ngàn cây lim xanh nhiều năm tuổi sừng sững chiếm những tán cao đẹp mê mẩn và hàng ngàn cây lim xanh Mỗi cây trên 100 năm tuổi có giá trị hàng trăm triệu đồng. Có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google để không khó có thể tìm được. Giá của gỗ lim ước chừng khoảng 35 triệu đồng mỗi mét khối, giá của gỗ căm xe tròn là 10 đến 13 triệu đồng mỗi mét khối, giá của gỗ hương là 18 đến 45 triệu đồng mỗi mét khối và giá của gỗ cập lai với tuổi thọ cao là tới 80 đến 100 triệu đồng mỗi mét khối. Theo những hình ảnh đăng trên Việt Nam Express, có thể thấy đa phần là gỗ căm xe mọc dày đặc ở khu rừng này. Nghi vấn bên dưới 600 hecta rừng ở Hàm Thuận Nam có mỏ titan rất lớn. Dư luận người dân ở địa phương cho biết tỉnh Bình Thuận hiện tại đã có 49 hồ chứa nước. Nếu phá trăm 600 hecta rừng này để đào hồ Capet thì đây sẽ là hồ chứa thứ 50 và ngay chừng dự án này có gì đó không ổn. Họ định phá 600 hecta rừng để lấy gỗ bán chia nhau ư? Việc và tận diệt một khu rừng nguyên sinh 600 hecta với nhiều gỗ quý có nhiều cây hàng trăm năm tuổi sắp diễn ra. Việc khai thác tất cả những tài nguyên quý giá của khu vực để rồi tóm lại vẫn là việc khai thác mua bán gỗ là chuyện hàng đầu. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu quan điểm, mấy hôm nay nghe công luận nói rát bỏng về chuyện phá 600 hecta rừng Hàm Thuận Nam, Bình Thuận để mà làm hồ Capet. Như lại rõ ràng có dự án thủy điện đằng sau và rõ ràng có nhóm vân vân. Và báo tuổi trẻ trong bài viết mới tiêu đề Hố bom Titan làm tan hoang khu du lịch. Theo đó, trong việc khai thác Titan ở Bình Thuận đã được chỉ ra về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng Titan đến năm 2020, xét tới năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2013 với con số là 5,9 triệu tấn titan trị giá 138 tỷ đô la. Phải chăng việc phá 600 hecta rừng và đào hồ chứa nước rộng tới 6-700 hecta mà chỉ sâu có 5 mét mục đích thực tế là để phục vụ cho việc khai khắc titan của nhà đầu tư Trung Quốc như dư luận ở Bình Thuận đang phản ánh. Điều kỳ lạ là quyết định quan trọng đó báo chí không được biết hoặc biết nhưng không được phép đưa tin. Và nếu như Việt Nam Express không đăng tải thì chẳng ai biết rằng trong khu rừng nguyên sinh này sắp bị đốn hạ hoàn toàn. Mãi cho đến ngày 4 tháng 9 khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận chuẩn bị phá rừng, báo chí mới được phép đưa tin như một chuyện đã rồi. Thì lúc đó người dân mới biết. Toàn cảnh khu rừng nguyên sinh 600 hectare Cũng ngày 4 tháng 9, nhiều tài khoản Facebook loan tin nhà báo Việt Quốc Facebook Quốc Phan Thiết tác giả bài báo khu rừng hơn 600 hecta sắp bị phá làm hồ thủy lợi trên trang Việt Am Express bị hấp dọa ngay khi công bố sự thật này. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi đăng tin kêu cứu status này của nhà báo Việt Quốc đã bị gỡ bỏ đúng quy trình. Dư luận phản ứng cho rằng đó là một quyết định phản quốc của Quốc hội, song Quốc hội không thể bấm nút thông qua nếu không có sự chỉ đạo của Đảng ở đằng sau, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm về quyết định này. Điều đó càng cho thấy quyết định của Quốc hội một lần nữa không thể hiện ý chí của toàn dân như họ hay nói, mà thể hiện ý chí của Đảng và các nhóm lợi ích của nó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin ngày hôm nay Bình Thuận phá 619 hecta rừng nguyên sinh và đào hồ để khai thác ti tàn. Sự thật hay tin đồn? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sợ lãnh đạo đi tù, cấm đánh chống khai trường là tư duy lệch lạc, chống trường có tội gì đâu nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 trong thư của ngành giáo dục của Chủ tịch Võ Văn Thưởng. Có đoạn nhắc tới tiếng chống tiệu trường. Đây là một trong những từ khóa hốt nhất trong những ngày gần đây. Ngày xưa tiếng chống trường là kỷ niệm của tuổi học trò gắn liền với hình ảnh các bác đánh trống Suốt 9 tháng trong một năm học, bác đánh trống thường cẩn mẫn báo hiệu các tiết học đúng giờ, không sai một phút ngày nay đã không còn trường nào sử dụng trống để mà báo giờ học cả. Việc đánh trống chỉ còn là một nghi thức trong ngày khai trường. Trong các lễ khai giảng của những năm gần đây, lại nảy sinh ra một nghi thức bất thành văn. Đó là mời quan chức của đảng đến đánh trống khai trường. Các quan chức được các ông, các bà hiệu trưởng đua nhau mời cho được đến trường dự khai giảng, phát biểu và đánh trống. Thực chất chuyện này chỉ nhằm khoe khoang mối quan hệ của nhà trường với lãnh đạo. Có nhiều hiệu trưởng do thấy các trường khác đều mời lãnh đạo đến mà trường mình không mời thì khó xử nên cũng đành phải mời. Tờ báo Phụ nữ của Việt Nam cảnh báo đánh chống khai giảng là một tai họa. Thế rồi, cả Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo cấp các ngành cũng bị lôi kéo vào phong trào đánh chống khai giảng năm học mới. Dần dần chuyện này trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Nó phản ánh một thứ tư duy háo danh của giới lãnh đạo mà khổ nhất là đám học trò phải ngồi phơi nắng cả buổi để mà nghe những lời phát biểu vô hồn của lãnh đạo. Thử hỏi học trò cấp 1 với trình độ thấp của các cháu hiện nay liệu có hiểu được những lời mà quan khách nói với họ hay không? nhưng khai giảng năm nay việc đại biểu đến dự phát biểu khai mạc rồi đánh trống lại trở thành một vấn nạn rất lớn gây tranh cãi trên mạng xã hội từ bắc đến nam đây là một vấn đề xã hội quan tâm mà đa số là ý kiến phản đối bởi nhiều lãnh đạo cấp cao từng đến dự và đánh trống khai giảng có ít lâu lại dính vào vòng lao lý với những tội danh như tham nhũng ăn cắp hay nhận hối lộ đến mức tờ báo phụ nữ của thành phố có bài viết với tựa đề Lãnh đạo không đánh trống, không phát biểu chỉ đạo ở lễ khai giảng. Theo đó, các tỉnh miền Trung yêu cầu lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện không tham gia phát biểu hay đánh trống ở lễ khai giảng. Bởi lẽ lý do trên mạng xã hội, thống kê kèm theo hình ảnh cho thấy đã có ít nhất 6 lãnh đạo nổi tiếng cỡ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung Đảng, đó là các ông như Đình là Thằng, Nguyễn Đức Trung, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phạm Xuân Thăng, Trở Xuân Dũng, vân vân đã từng tham dự và đánh chống khai giảng, nay lại đang phải ngồi tù. Các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam liên tục bị khởi tố, họ đã từng đánh chống khai trưởng. Đó cũng là lý do tại sao một vấn đề nhỏ mà chính quyền Việt Nam năm nay lại quan trọng hóa đến như thế. Qua tìm hiểu thì được biết các quan chức lãnh đạo trước đây thì thích nhưng nay thì họ rất sợ được mời đi đánh chống khai giảng bởi vì họ sợ dớp đánh chống khai giảng trước sau rồi cũng phải đi tù như những ông kia với các quan chức việc đánh chống khai giảng là điểm chẳng lành mà lãnh đạo cần cảnh giác tránh xa để đừng bị nhập kho hay bị quăng vào cái lò của ông tổng bí thư đang đốt xưa nay chẳng phải chỉ có Việt Nam mà các quốc gia khác cũng có việc tương tự như ngày khai trường. Đó là ngày các nhà hảo tâm cũng hay đến và cùng các phụ huynh học sinh ngày khai trường đến dự và tặng các khoản giúp đỡ cho nhà trường. Đây là một nét đẹp nhưng chẳng đâu như ở Việt Nam, lễ khai giảng là sự kiện quan trọng của các học sinh, các thầy cô giáo và ban giám hiệu. Họ mới là đối tượng chính của buổi lễ khai giảng. Quan chức lãnh đạo dù cao cấp đến đâu cũng chỉ là khách mời đến dự thì lẽ ra nghi lễ đánh trống khai trường là việc trang trọng phải dành cho các vị hiệu trưởng của trường đó. Xã hội đã phân công rồi, việc ai thì người đấy cứ làm. Quan chức dính dáng gì đến hoạt động của nhà trường, ai bắt các ông các bà đến để mà diễn trò đạo mạo đánh trống làm gì cho mất công mà chẳng may lỡ sau đó vào tù. Ông Tổng Bí Thư cũng đi học trò đánh trống khai trường rồi ông sẽ ra sao? Đây là một vấn đề của chủ nghĩa hình thức đã ngấm rất sâu vào máu của giới lãnh đạo nói riêng và người Việt Nam nói chung. Một xã hội mà cái gì lãnh đạo cũng phải tham gia, dính máu ăn phần, đã nhận phong bao, phong bì, vậy mà còn khuyên răn, dạy dỗ và chỉ đạo. Đó là thứ văn hóa phô trương hình thức đã trở thành tệ nạn, dối trá, kịch cỡm những năm gần đây. Lãnh đạo thích đánh chống khai trường để lấy cớ nhận phong bì chứ xưa này nó chỉ là việc thuần túy của ngành giáo dục và nhà trường. Giờ có quan tham thì quen ăn mồm, ăn quá đà để rồi hàng loạt đã ngã ngựa do tham nhũng, phải vào tù, chứ cái chống trưởng nó có tội tình gì đâu. Các quan đi tù là do làm bậy, do tham nhũng, làm bậy, ăn không chừa một thứ gì của dân. Khi ra tòa, có thấy cáo trạng nào nhắc đến tội đi tù vì đánh trống khai trưởng đầu. Đã biết sợ đi tù thì các quan phải chống và tránh tham nhũng làm vậy. Chứ tránh đánh trống thì cũng chỉ giúp cho dân đỡ ngứa mắt mà thôi. Vấn đề cốt lõi là các quan chức phải biết đủ, đừng đớp bậy bạ, ăn cản của dân. Biết sợ như vậy thì tại sao không soi gương trước khi đánh trống hay liên bục thuyết giảng để biết mình là ai có đủ tư cách hay không? dư luận xã hội đã thấy rằng để lãnh đạo đến đánh trống và nhận phong bì là lúc đó các quan thấy oai, thấy rất thích. Nhưng ít lâu sau, khi các vị lãnh đạo đó bị bắt vào tù thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của thầy cô giáo, học sinh cũng như toàn xã hội. Cho nên, tốt nhất là dẹp bỏ, hãy trả lại vinh dự đó cho các thầy cô hiệu trưởng. Họ đánh trống khai trường là có ý nghĩa nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sợ lãnh đạo đi tù, cấm đánh trống khai trường là tư duy lệch lạc. chống trường có tội gì đâu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm